Hello các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày rảnh nha. Giờ mình có hơi dơ ha. Mình sẽ vẽ một cái oil nữa ha. Mình định làm water nhưng mà thôi, giờ mình làm chương trình là oil. Còn tổng cộng cũng là bốn cái oil nha. Hồi trước mình muốn cái nó là ở đằng sau cái bông ha. Hôm qua mình bữa kia mình đã chọn nhưng mà nó không được rực rỡ. Background ha. Bây giờ mình sẽ làm Cái background khác ha. Bữa kia mình không có làm rực rỡ thì để mình cho coi ha. Hơi tối ha, rồi cái chân bông hồng ở trên cao ha, giờ chân này vậy đêm ánh sáng mặt trời vào ha, mới thấy rõ hơn ha. Giờ mình phải vẽ một cái chân khác nữa, cái khác thì phải mở bóng đèn lên ha, mở bóng đèn để cho nó có ngon thôi. Giờ mình để chương trình mình sẽ vẽ cái khác mà nó được sáng hơn ha. Giờ mình sẽ vẽ là bông đó, nhưng ở đằng sau này nó rực rỡ hơn cái tấm hình của kia ha, tấm tranh của kia ha. Trước hết mình phải thấy sơn của mình ha, có tiếng sơn ha. Trắng ha, dầu gọi là dầu, sau mình bỏ dầu xuống ha. Hôm nay buổi tối của thứ sáu, bởi vì mình cũng giọng nói hơi hơi ầm ầm âm ha, không không được như là rỡ như sáng một ngày sáng lành ha. Tối này ha, sáng này là màu trắng ha. Rồi sau khi đó là một cái xanh đi nha. Khi mình sẽ đau không đây là màu vàng đấy ha, mình muốn có cái trình độ như là ánh sáng mặt trời vậy ha, cái là màu vàng của dầu ha. Trộn nó lên nha. Sơn lên ha. Sau khi mình chọn xong mình sẽ cho cái background sơn hơn, mình phải cho nhiều sơn hơn. Tí màu vàng nữa nha. Okay. Màu vàng hết. Trắng hết. Okay.
mình chọn
như làm bánh quá ha các bạn. Nhưng mà đây là sơn dầu. Bạn nói ô sơn gì mà giống như dầu làm bánh quá. Thì không phải làm, nhưng mà dầu mình đang sơn phải cover all the spot và cái background. Sau khi đó mình sẽ cover những cái back. Hơi dơ ha, nhưng không sao, mình lấy dầu mình chà nó qua là xong chuyện. Okay. Sau khi đó mình sẽ có bông cam ha, này là orange dầu nha, này là gọi là red, mình mix nó nha. Sao không đi chơi ha, ở nhà chăm chứ ghẻ hôm qua ha. Một cành, một lá, một bông. Hãy
có ba cái bông này. Hai bốn năm mình có 6 cái bông. Ok, giờ mình phải có dĩa vàng chứ. Ok, mình cho màu orange siêu ha, một cam rực rỡ nha. Right, yeah.
mình phải cho lá ha. Và xong. Okay. Đây là bông và cành lá của mình nha. Giờ cây mà nó thành bông á, thì nó cũng phải có mấy cái lá bông nhỏ mọc phải không? So mình cũng phải ra một chút bông vào hoặc nó vào ha. Ok, rồi xa xa mình cũng phải có
ánh sáng mặt trời và bông nó cần ánh sáng. Này không phải ánh sáng, này màu nâu. Này xanh. Cái đó là ánh sáng mặt trời ha, là mình cho một chút gọi là trắng. Cho một chút trắng vào. Sau khi đó mình cho nó trắng vào xong rồi mình sẽ cũng cho một tí reflection thôi. Cũng phải có cái reflection. Hai bốn sao như là nó missing cái gì. Missing thêm một cái cây gọi gì. Sau khi đó mình ký tên mình ha, mình xong cái chương trình của mình ha. Này là thêm một gọi là bông hoa của mình nữa ha. Ok, sau đây là hết chương trình của mình ha. Mình đã xong một dầu, gọi là dầu bông nữa, bông hoa nữa ha. Xin cảm ơn các bạn ha, lời chia sẻ đề tài của mình ha. Tôi thì
Adios, yeah. Au revoir. Sayonara. See you later. Mình sao ha. Bye bye.